Thực hiện chương trình giám sát năm 2013 và nhằm chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2013, kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, sáng nay Ủy viên dự khuyết và chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung trình Hội đồng nhân dân thành phố ta kỳ họp. Năm 2023, trước bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới và cả nước, đối mặt với các vấn đề khó khăn nội tại lãnh đạo thành phố tập trung chỉ đạo điều hành các sở ngành quận huyện tham mưu nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy các lĩnh vực thuộc thế mạnh của thành phố tiếp tục phát triển ban hành nhiều quy định giải pháp thao gỡ các khó khăn vướng mắt nhất là những vấn đề tồn tại nhiều năm tổ chức gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắt để có phương án thao gỡ thành phố cũng đã tập trung chỉ đạo các cơ quan địa phương làm tốt các nhiệm vụ thường xuyên vừa xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh và các nhiệm vụ tồn động từ các năm trước đảm bảo thích ứng với bối cảnh mới Kết quả dự báo tổng mức tăng trưởng năm 2023 là 2,58%, trên nền tảng tăng trưởng cao năm 2022 là 13,2% so với năm 2021.